Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu nâng mức cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên mức cao nhất. Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông năm 2021. Công bố xã Đắk Sờ La, huyện Đắk Min đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đắk Cờ Long huy động 3,5 tấn rau củ quả ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, mùng 9 tháng 7. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Mức độ cảnh giác phải được nâng lên cao nhất, không được chủ quan lơ là giây phút nào trong cuộc chiến chống dịch. Đây là chỉ đạo của đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại cuộc họp về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sáng nay, mùng 9 tháng 7. Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch trong tình hình mới. Các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị, sẵn sàng các giải pháp, phương án, kế hoạch ứng phó hiệu quả, kịp thời với mọi tình huống, cấp độ dịch. Bên cạnh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch, các đơn vị địa phương cần chủ động mua sắm, trang bị đầy đủ máy móc, vật tư thiết yếu, phục vụ công tác phòng chống dịch. Các lực lượng chức năng cần phối hợp, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vào địa bàn tỉnh, cũng như duy trì chốt chặn tại các cửa khẩu, khu vực biên giới. Hội nghị giao ban các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí tháng 6 năm 2021 do Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức sáng nay, mùng 9 tháng 7. Theo đánh giá, trong tháng 6, các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề lớn, nổi cộm, trọng tâm để định hướng triển khai công tác tuyên truyền. Các cơ quan báo chí tiếp tục có sự đổi mới phương thức truyền thông, như Báo Đắk Nông triển khai ứng dụng quét mã QR code, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông phát triển kênh truyền thông trên mạng xã hội. Trong tháng 7, báo chí tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Trong đó, báo chí tăng cường tuyên truyền kết luận 07 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, nhất là ý nghĩa thành lập hoạt động Quỹ vaccine phòng COVID-19 và hưởng ứng tiêm vaccine phòng COVID-19. Ban chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông năm 2021 vào hôm qua, mùng 8 tháng 7, tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô. Với chủ đề Tuổi trẻ Đắk Nông tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cùng với thông điệp 3T, tiên phong, tương trợ, thích ứng, chiến dịch được cụ thể hóa với các chương trình, chiến dịch, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh. Sáng nay, mùng 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Min tổ chức lễ công bố xã Đắk Dờ La đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đắk Dờ La đã huy động từ các nguồn lực được gần 35 tỷ đồng để phát triển hạ tầng cơ sở. Trong đó, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp gần 7,5 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 43,5 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 2,14% dân số. Năm 2020, xã Đắk Dờ La hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Với việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xã Đắk Dờ La được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng. Kế thừa những kết quả đã đạt được, xã Đắk Dờ La xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2025, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 3,5 tấn rau, củ, quả vừa được Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Cờ Long phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, vận động người dân trên địa bàn, huy động để ủng hộ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần vì cộng đồng, chỉ một thời gian ngắn phát động, các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn huyện Đắk Cờ Long đã mang các loại rau, củ, quả đến ủng hộ người dân vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Các loại rau, củ, quả gồm măng, bơ, chuối, mít, khoai lang, chanh, bắp cải, bầu, bí. Đây là những loại rau, củ mà người dân trên địa bàn huyện Đắk Cờ Long trồng được. Số rau, củ, quả này đã được một chủ xe và hai tình nguyện viên dùng xe ô tô vận chuyển miễn phí, bàn giao cho điểm tập kết tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết,
Quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.